cây của anh Kiện phải không? Siêu phẩm à? Cây này hình như cây mẹ của cây tiên lão Giáng Trần đúng không nhỉ? Cái cây thân đấy. Cây tiên lão là cái cây là cái ngọn cắt ra mới được hơn 10 năm thôi, đúng không? Thế hôm qua là mới nhìn thấy cây mẹ nó rất giống cây này. Cái gốc của nó ấy. Đúng rồi. Bao tiền anh? 45 à? Đẹp quá. Mút chỉ. Đẹp quá. Dòng siêu quả. Vẫn là quê anh nhỉ? Biển. Ừ. Biển. Là biển. Ui dồi. Mặt trời thẳng mặt. Không nói được. To. Anh đứng đây xem nó cỡ nào. Đấy, chủ cây đấy. Quá đẹp. Cây cao tầm 2 mét không? Mét 7. Còn đây là quả từng... à, tây à. Cái này phải chơi một cái vỉ to. Ủi mẹ, nó phải biệt thự. Nó phải biệt thự to để nó mới nổi. Cái này bao nhiêu? 45 triệu này. 20 phát là nó trôi. Đấy. Mạnh dạn. Mẹ, nhanh. Mạnh dạn. Chợ sớm ấy. Đấy. Đấy đưa đùa đi chứ cũng đã có sân Hà Nội bây giờ hết cửa rồi. Cứ mua rồi tính tiếp. Bây giờ chỉ còn ở em thì Hà Tây. Nói chung đã máu thì không có đất thì cũng chơi được hết. Đi gửi. Tay đòn giật tiếc ghê đấy nhỉ. Năm biển. Ông à đấy, đọc số luôn đi. Đọc to luôn đi anh. Bên này nó thâu cổ. Đọc số điện thoại. 0967 113013 96 0113. Hình như là số mới sao nhỉ. Về kiếm chuyện. Không phải để lúc nào nó có chân đi. Đấy. Đây một biệt phủ đưa vào hoành tráng. Ngồi đây nghỉ đi, mệt quá, nắng quá. Trong cái... Mày quay cho anh con tiền kia chưa? Ở đâu? Đây, xe gì? À, vừa rồi, từ đấy mới ra đây. Quay chưa? Thì như lắm rồi, nó có lá đâu mà. Khi quay phát là hết ngay. Đấy, chúng to này mới phải xoay lâu này. Thì nó nhiều chiều. Đấy. Lành lắm. Thích không? Thích chứ. Yeah. Mình ngoài cho con này lên mái kia rồi. Đấy. Ngồi một mình có một cái bàn ở đấy. Con này bún cẩu đấy như này với bạn cho cá tô. Cho lên được hết kia kìa, nó đưa lên một đống kia kìa. Cá tô đều sọt lên được. Kia nó đánh cái loại kia là to đấy, mình đứng dưới mình còn nhìn thấy bóng nó kia. Con này nó phải nguyên cá cẩu cái cẩu thang ấy. Ông thọ ở phố mà còn là cho lên mái hết toàn cái loại cây. Chục tấn. Đợt bọn anh đưa ba con gà thản lên tầng này người về ra đây. Nó cẩu gian. Cẩu gian. Nguyên tiền cẩu hơn 100 triệu. Đúng rồi. Hơn 100 triệu. Đại gia là chỉ cần thích thôi.
đầu tiên quê 1 tháng 7 của chị ạ. Nếu mà được lành lặn nhỉ, cắt giật khẩu độ. Khẩu độ đẹp. Riêng quả này mà ngâm thì mỗi năm phải 1 tạ quả. Đấy. Không mày ngâm rượu được không? Cắt chát. Nói chung mình hút cua cua chát chát là ngâm được hết. Đẹp đấy. Tuyệt vời. Giá rất hợp lý. Nuôi không mà mút chỉ mới được như này. Mày có về ở đây mang người tuổi gì mà nuôi mà được chơi cái loại này. Có chứ. Ui rồi. Đây ở đây mang cái này đi đấy. Tí nước vào. Đẹp quá. Đấy. Rất lành lặn nhé. Giật phát đây, giật phát đây. Thế thôi. Đây này. Múp hết rồi. Cây to em khẩu độ làm rất hay. Trắng lắm. Đấy, thấy bà luôn. Đứng ra chỗ quán này xem nào. Mang ít thế anh. Mang có mỗi cây đi à? Đấy. Đâu? À. À. Bật cả lót lên chứ làm sao? Vừa nãy soi soi đấy rồi. Mà nhìn sang cái bóng của ông này nhìn ghê nhỉ. Đấy. Màu có biệt phủ chơi cây đấy. Cây xa mới nhìn thấy hết được. Rồi đấy, view đẹp đấy. Đứng xa nhìn đẹp đấy. Hoành tráng đấy. Mấy chục bạc. Cái này thì bao nhiêu anh? Ngùng. Cái này bao nhiêu? Vừa rồi đã ghi được cái gì nào chưa? À, đúng rồi. Cây của anh Dũng là lấy riêng à? Anh ấy đi mà. Bán cái to cho ông nào. Cây đấy em để có tiền. Con đấy à, lúc mày và kem nữa cũng thôi. Còn về đó mà làm cắt được vài nhân sân rồi ấy. Cơ bản là lúc em lấy cái kia thì em không biết cái đấy. Lấy cái kia xong hết mẹ tiền rồi. Thế mà lấy cái kia là bao tiền? Cái nào? Cái mày ấy. Cục bản. Cái quánh 15. Thế hôm nghiện nó bảo nhưng mà có tiền mua. Đó đây là đang cần tiền. Đúng rồi. Năm ta là bán cái bay là đang cần. Còn nó là thằng gì thằng chậm đều không bán đâu. Thằng ấy nhiều khách chứ nhưng mà nhiều khi nó bán. Con kia về Hà Nam có được tươi tươi không anh? 2 bát. Ngon này nhỉ. Cây hay mà sau lại đẹp lắm. Sau nó ngang với cây của ông Sơn đấy. Sơn ô tô. Nghe nói trước năm cây nó Sơn ô tô. Toàn si. Toàn si. Ok. Để sang xem còn chỗ nào đây. Bộ bàn ghế này dày dặn ghê nhỉ. Nặng. Khi làm mỏng làm nhẹ đi tí nữa lại có khi hay. Dày dặn quá. Nhìn nó hơi đục thì đẹp ấy, nhưng mà cảm giác mình có cái cảm giác hơi như là nó không thanh thoát ấy. Đấy là mỗi mắt mỗi người này đầy kiếp. Tình sao. Đây là xe hôm nay là để đây bác? Xe để bên kia. À. Đây
cây này khác. À đây chắc là số hộp phủ đây. Xem có cái cây nào view nó tốt tốt chút. Cây mai này bao nhiêu tiền đấy bà chủ? 13, 18. 18. Đây là số nhà vườn mình đây đúng không? À đây số trướng. Ông xã này đi đâu rồi? Đi xa. À ông xã hôm bán được mấy cây đấy? Có cây rành rành này. Cây mai đảm đạm lắm. Người có cái chậu cũng nhìn cũng hay hay. Mình không thích cái kiểu nhưng mà có vẻ là sẽ nhiều bác thích cái chậu. Ok các bác, sang khu vực nhỏ nhỏ cũng nhận.